đây. Em không trả. Trả chị đây. Chị không đùa rồi đấy. Trả chị. Chị lớn rồi, ai còn chơi búp bê. Kệ chị, còn hơn con trai tranh búp bê với con gái. Mặc cái này phải có hai cái mới chơi được chứ. Khôi không đùa đấy, chị đưa nốt cái kia Khôi chơi cho. Cái gì em cũng dành hết, chị nhường mãi rồi. Kệ chị. Trả chị đây. Buông tay Khôi ra. Giả thì giả, Khôi thèm vào. Thèm chị cũng chẳng cho. Lần sau đừng rủ Khôi chơi nữa đấy. Chả biết ai rủ ai. Càng may, chơi với Khôi chỉ tổ phát ốm thôi. Bố ơi, bố ơi. Sao thế con trai? Bố đi mở chị Khuê ấy. Hai chị em có chuyện gì thế? Đừng có cậy làm em nhá. Cậy được bố chiều chứ gì. Bố chiều cả hai chị em, chứ chiều chỉ riêng Khôi đâu. Bố có cả con trai con gái cơ mà. Chiều em đi Khuê. Còn lâu chị mới cho. Bố cũng không giúp gì được em đâu. Đồ mít ướt. Ôi đẹp thế chị nhỉ. Đẹp thế. Bố ơi con đau bụng quá. Đau bụng quá. Con đau ở đâu? Đau như thế nào? Con đau bụng con muốn đi cơ. Chị Lan, chị Lan ơi. Chị Lan về quê từ sáng sớm. Bố không nhớ à? Bố ơi đau bụng quá. Quê, đau bụng quá. Con đưa em vào toilet đi. Quá. Không, ghê lắm. Con chịu thôi. Không, con muốn chị Khuê. Con muốn chị Khuê đưa đi cơ. Khuê, con giúp bố được không? Dạ. Bỏ cái thói bắt nạt người ta đi. Lớn tướng rồi, tự mà đi. Nhưng lúc vắng bố, hai chị em vẫn chành chọe nhau như thế này à? Bố làm sao yên tâm được? Thôi nào Khuê, giúp bố để rồi còn đi. Đi, cái đồ kẹo mút dở. Tí nữa bố nhớ mua đồ chơi cho con trước cơ. Được rồi, được rồi. Cháu chào bác ạ. Chào hai cháu. Các cháu xem đi, cửa hàng nhà bác hôm nay nhiều đồ chơi đẹp cực kỳ. Yeah. Đâu tay Khôi bỏ ra. Không bỏ, cấm không được đòi bố mua đấy. Kệ em. Con cứ để em xem. Thích gì bố mua cho. Em còn thiếu thứ gì nữa đâu. Quèn thói, sau này ai mà chiều nổi. Con này nhá. Đây vậy. Bố mua cho con cái này nhé. Cái này ở nhà Khôi cũng có. Bố, con đã bảo rồi mà. Mình đi thôi bố, kẻo muộn. Đi thôi. Chào chị. Này này, khoan đã, chị bảo này. Đây đây đây. Hàng sách tay đấy. Cái này mà cậu không thích nữa à, thì chị thua cậu đấy. Con có thích cái này không? Cái này Khôi chưa có, bố mua cho Khôi đi. À, bao nhiêu hả chị? Thằng nhỏ sành điệu ghê. Nói thật nhá, thứ này là do chú em tôi gửi từ Mỹ về. Nhưng mà mấy cái đứa trẻ nhà này chúng nó chỉ thích chơi điện tử thôi, đâm bán tiếc. Bác ấy không muốn bán thì thôi, bố con mình đi đi. Khôi không đi đâu hết, Khôi muốn chơi cái này cơ. Được, bố sẽ mua cho con. Bao nhiêu tiền thì chị bán? Tôi bán rẻ thôi, 200 đô. Khôi, con không mua gì à? Con lớn rồi, không cần mua đồ chơi nữa. Gửi chị. Cảm ơn anh. Sao thế con gái? Có gì con cứ nói. Con trai thì hơi tí lăn đùng ra, dãy đành đạch. Khôi ứ thích cái này đâu, mua cho Khôi cái kia cơ. Lúc không có bố, ai mà chiều được. Bố lúc nào cũng muốn cho hai chị em con được vui vẻ. Đồng tiền dù nhiều, nhưng có ý nghĩa gì đâu con. Cuộc đời hiếm hoi niềm vui lắm. Con hãy để cho em nó sung sướng vì món đồ chơi ấy. Nhưng con... Bố ơi, chị ơi. Bố ơi, con muốn chụp ảnh, muốn đi xem cá heo. Bà Tân đang đợi bố con mình về. Chắc sốt ruột lắm đấy. Chỉ một tí thôi mà bố. Ừ thì đi. À, chỉ mình bố yêu con thôi. Ơ, chị Khuê. Cả chị Khuê cũng yêu em nữa.
Sao sao bà? Bà tưởng mày đi đón bố con chú Vũ, sao lại về một mình thế? Chú Vũ đang về, còn bọn trẻ vẫn mải chơi ngoài núi, không chịu theo con. Thế bà vẫn đợi cơm mà. Mày biết, bà làm sao nuốt nổi một mình. Gớm, bà bây giờ nhõm nhẽo như cu khôi rồi đấy. Hỗn nào. Dám bỏ bà như trẻ con hả? Thôi, bà đi hâm lại thức ăn đây. Chị đang làm gì đấy? Chị đang làm vòng hoa cô dâu. Cô dâu đang đi vào nhà thờ như phim Hàn Quốc ý. Phải có người cầm tay dẫn đi như thế này cơ. Sau này bố sẽ là người dẫn tay chị vào nhà thờ, không phải là em đâu. Nhớ bố đi vắng thì sao? Đi đâu thì bố cũng phải về xem chị lấy chồng chứ. Lấy chồng mà cũng phải xem. Tất nhiên rồi, chị em mình đi đi. Bố giận chị, không được rời em ra. Mà ở đây có nhiều ma đói lắm, Khôi có sợ không? Sao ma lại đói à chị? Ma đói là những con ma không có bố mẹ nên không có cơm mà ăn. Không có bố mẹ thì bị đói à? Khôi không tin, bố đi vắng chị em có bị đói đâu. Bố đi công tác rồi lại về, chứ có bỏ con như bố mẹ ma đói đâu. Mà ma đói thích bắt trẻ con lắm đấy, nhất là con trai đấy. Khôi không sợ ma, Khôi chỉ sợ chị Khuê thôi. Mà cô có ghét chị thì chị cũng không bỏ tay ra đâu. Có con ma chị kìa. Con uống đi. Con xin. Dạo này mẹ cũng uống trà. Mẹ vẫn uống dầu má đi chứ. Đụng vào trà con mà trắng đêm luôn. Cái túi trà này là của thằng Trung nó mua về, để lỡ bố nó có qua còn có cái mà uống. Nó không được sống với bố vì con dì ghẻ đáo đẻ quá. Nó thèm bố lắm. Nghĩ mà tội. Cứ nghĩ đến hai đứa trẻ, mẹ lại giận chúng mày. Con có muốn như vậy đâu, nhưng chính cô ấy bỏ đi đấy chứ. Chắc anh gây chuyện nên con vợ nó mới như thế. Đàn ông bây giờ dễ hư lắm. Mẹ còn lạ gì. Hồi cô ấy bỏ con đi theo tay người Pháp, thằng Khôi mới được mấy tháng. Con còn nhớ lúc nó khát sữa gọi mẹ, lòng con như có ai cắt từng khúc ruột. Còn con bé Khuê cứ như cái bóng, cấm nói cấm cười. Sao lại có thứ đàn bà như thế nhỉ? Cô ấy chê con nghèo, không biết kiếm tiền nên mới ra nông nỗi này. Con đã tự thề với mình là phải kiếm được thật nhiều tiền để có thể ném vào mặt cô ta một ngày nào đó. Nghĩ quẩn rồi con ơi. Vài ba đồng bạc thấm vào đâu? Có lẽ con điên thật. Con điên đến mức nếu cô mà quay về, con sẽ giết chết cô ấy. Càng thêm tuổi, mẹ càng thấy không có gì hơn là giữ cho lòng mình được thanh thản. Phải rũ bỏ hết đi mà sống con à. Cái đó con chịu rồi. Mình bơi thuyền ra biển đi. Nhưng làm thì sao? Có biển báo đường không mà chị Khuê? Cần gì biển báo đường, mình thích đi đâu thì đi chứ. Làm sao biết đường mà về? Bố bảo cứ nhìn ra bắc đầu khắp biết đường về. Sao bắc đầu trông như thế nào? Mà ban ngày làm gì có sao? Chị cũng không biết, chỉ thấy bố bảo thế. Trên trời có rất nhiều ngôi sao, nhưng chỉ có một ngôi sao là sao bắc đầu thôi. Đấy, em nhìn thấy chưa? Lâu rồi, mẹ bọn trẻ có về thăm nhà không? Về làm gì? Mà có về, con cũng không cho gặp hai chị em nó. Sao lại nói vậy? Dù sao, đấy cũng là mẹ của chúng. Lần ấy năm, con đã một mình phải vật lộn với đủ mọi thứ khốn khổ. Đã từng oán giận và chỉ muốn trả thù. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Con đã không còn nhớ là có cô ta trong đời. Nói thế nghĩa là anh vẫn còn thương nhớ nó lắm đấy. Không, con nói thật đấy. Con ghê sợ đàn bà.
Con sống chỉ vì hai đứa trẻ, thế là đủ. Mà thôi, mẹ con mình nói chuyện khác đi. Con có chuyện này muốn nói với mẹ. Nhưng mẹ phải hứa với con là không được từ chối đấy. Nhưng phải biết là chuyện gì đã chứ. Con muốn biếu mẹ một ít tiền để dưỡng già. Mẹ nhận cho con vui. Con để dành cho các cháu, đời chúng nó còn dài. Mẹ có cần gì nhiều đâu. Con cứ nhìn đây thì biết. Con biết mẹ không thiếu. Nhưng con muốn làm điều gì đó cho mẹ. Mà con lại ở xa quá. Mẹ hỏi thật, anh làm gì mà có nhiều tiền? Đừng có làm chuyện gì dại dột đấy. Mẹ chúng thì đã thế rồi. Chưa lúc nào con thấy đồng tiền vô nghĩa như lúc này. Các anh học nhiều lắm chữ, mà sao nói năng khó nghe quá. Đồng tiền nó bẩn hay sạch là tại con người, chứ bản thân nó thì có tội tình gì đâu. Thôi, con đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Gắng sống cho tử tế, để nuôi con cái cho nên người. Chào cha bà. Bố. Cho cháu nó về rồi. Lên con sẽ lái ô tô. Đi cho chị xem một tí. Của Khuê chứ giả Khuê đây. Xem một tí thôi. Alo. Được rồi. Dừng lại. Khuê, đừng nói với em đấy con. Lát nữa tới Hòn Gà Chọi, bố cho neo tàu lại, hai chị em lên bong chơi. Phong cảnh ở đấy đẹp hơn ở đây nhiều. Nhưng con vẫn muốn chơi ở đây. Bố cho con ra bong tàu chơi một tí nhé. Cẩn thận đấy con. Vâng ạ. Ra với em đi con. Khôi, đừng nhìn xem gió nào này. Con chẳng thích xem gió cả, con chỉ thích xem cá thôi. Chứ Khôi ơi, con cá to kiểu của Khôi chứ. Thì chị chỉ xem thôi chứ ai thèm lấy. Bà cá ở dưới nước có bắt được đâu mà giữ. Con nhìn thấy trước cơ mà. Nhớ đấy nhá, về nhà đừng có mà chơi đồ chơi của chị nữa. Không thèm, bố mua cho em nhiều đồ chơi rồi. Cậu ơi, cho dừng tàu ở đây nhé. Vâng ạ. Anh ơi, có lấy thuốc lá hoa quả gì không anh? Có cam đường không anh? Không có, chỉ có quýt ngọt thôi, không anh làm cân nhá. Thế cũng được. Thế giờ con muốn gì nào? Khôi muốn chơi trốn tìm. Ba bố con mình cũng chơi trốn tìm nhé. Thế thì bố nhắm mắt vào, không được tí đâu đấy. Ừ. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bố này, bố đếm nhanh thế, bố đếm chậm thôi. Bố đi, đi, đi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Năm mươi, năm mươi lăm, tám mươi, tám mươi lăm. Cảnh sát đây, cho kiểm tra. Anh đã bị bắt về tội buôn bán và vận chuyển ma túy. Tôi xin nhận tội.
Nhưng đừng làm cho các con tôi sợ. Tôi xin anh đấy. Cháu chào các chú công an. Tôi có thể nói với các con tôi vài lời được không anh? Được, nhưng mà nhanh lên đấy. Bố ơi, sao được công an thế à? Các chú ấy đang làm việc với bố. Mình về đi bố. Bố xin lỗi, có việc đột xuất, bố phải đi ngay bây giờ. Sẽ có người đưa các con về nhà chú Thái. Xong việc bố sẽ về ngay nhá. Ừ, con muốn đi về phố cơ. Ngoan nào thôi. Nhớ chúng em cẩn thận quê nhé. Vâng. Bố. Bố đi. Bố ơi. Tôi gửi hai cháu cho anh chị. Các con lên gác nghỉ cho đỡ mệt. Còn bộ đồ chơi của cháu. Đi nào. Anh Vũ nhờ tôi đưa bọn trẻ về đây. Mọi sự mong anh chị giúp đỡ. Cậu ấy còn dặn gì chúng tôi không? Không. Sắp tới chúng tôi phải làm một số thủ tục. Anh chị đừng để hai cháu về nhà. Tôi hiểu rồi. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy? Tôi không thể nói trước điều gì. Tất cả còn phải chờ kết quả điều tra. Thôi, tôi xin phép. Chào anh. Chơi kém quá, bị nó chèn chết rồi. Anh phải tránh nó ra chứ. Nhóc con, tại bài đấy, bắt đèn tao đi. Đã anh chơi kém đấy chứ, để Khôi chơi cho mà xem. Chỉ là cái tinh tướng. Thật mà, Khôi chơi mãi rồi. Cút ra ngoài kia. Sao mày không về nhà mày đi? Bố Vũ về thì Khôi về, cho Khôi chơi với. Nhưng tao không thích, để đến tao chơi. Thì thế. Vừa qua, lực lượng cảnh sát của Cục Phòng chống tội phạm ma túy đã phối hợp cùng Phòng chống tội phạm ma túy Công an Sơn La phục kích và tấn công thẳng vào xào huyệt của một nhóm tội phạm ma túy tại xã Phòng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Theo chân các chiến sĩ công an, chúng tôi ập vào tổ quỷ này được mục kích tận mắt xuống đây hình con. Mà các bạn đang theo dõi. Lực lượng công an khống chế bắt giữ hết sức mau lẹ các đối tượng phạm tội là Mùa A Sử và Mùa Giống Khứ, quê ở Tần Giáo, Lai Châu, cùng tăng vật gồm một súng K54, 16 viên đạn và trong đó một băng đã nạp sẵn 5 viên, hai súng thể thao quốc phòng và hai bánh heroin trọng lượng 700 gram. Theo cơ quan chức năng, đây là một đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, hoạt động xuyên qua một loạt các địa bàn như Lai Châu, Sơn La. Em Khôi ngủ chưa con? Dạ, em Khôi đang chơi điện tử với anh Còi. Vừa rồi đi biển có vui không? Dạ, cũng vui ạ. Thông qua các vụ án đánh vừa qua là phần lớn là nguồn ma túy từ ở biên giới. Để cô chuyển tin khác cho cháu xem nhé. Cô cứ để đấy, cháu xem được mà. Cháu cũng thích xem chương trình thời sự à? Tại bố cháu hay xem vào bữa ăn, nên cháu cùng xem với bố. Khuê này, có lẽ chị em cháu phải ở lại đây thêm một thời gian nữa. Bố cháu đi công tác lâu lắm hả cô? Có thể bố cháu không về nhanh được đâu. Cháu đồng ý ở lại đây với cô chú và anh Còi chứ? Để cháu hỏi em Khôi đã. Hai chị em cháu sẽ được thoải mái như ở nhà, đừng lo. Vâng ạ. Nhưng cô chú có biết bố cháu đi đâu không ạ? Cô chú không biết. Chắc bố cháu có việc gì quan trọng. Thế bố cháu có về nữa không ạ? Sao cháu lại hỏi vậy? Thôi, đừng xem thời sự nữa. Hôm nay cô vừa mua được cái đĩa DVD bộ phim Phi Đội Gà Bay cho mấy anh em. Cháu xem chưa? Để cô bật cho cháu xem nhé. Anh bật máy, để em lên gọi hai đứa nhỏ.
ơi, chị ngủ chưa? Em ngủ đi. Không có bố, Khôi không ngủ được. Ngoan nào, ngủ đi Khôi. Khôi nhớ bố lắm. À, ngày mai chị về nhà, chị lấy papai, gấu pu, lợn bích cho Khôi nhá. Nhưng Khôi khát nước lắm. Ngoài kia trời tối lắm, chị không nhìn thấy gì cả. Em ngủ đi, mai uống cũng được. Chị ơi, em nhớ cả bà Tân nữa. Thôi, ngủ đi. Thế nào hè sang năm, bố cũng cho hai chị em mình về nhà bà chơi. Bố hứa thế rồi mà. Nhưng không có bố kể chuyện, Khôi không ngủ được. Được rồi, ngủ đi, chị kể chuyện cho mà nghe. Ngày xưa, có một gia đình nọ, sinh được hai chị em. Anh xem ký biên bản rồi ký vào. Đại diện chính quyền và người làm chứng cũng ký vào. Tôi đã khai hết cả rồi. Tôi không hề giấu một gam heroin nào trong nhà. Tôi chỉ nhận hàng từ điểm hẹn rồi giao tới nơi cần nhận. Anh có muốn ủy quyền cho ai trông coi ngôi nhà của anh không? Anh Thái giúp tôi được không? Sẽ có người đến nhận sau. Anh yên tâm, chúng tôi là bạn bè hơn chục năm nay, xin các anh đừng lo. Nhờ anh giúp cho hai cháu. Làm nào? Chiều nay sao chị đi học về muộn thế? Chị về nhà lấy đồ chơi cho em, nhưng quên mất chìa khóa. Chán chị thế. Ừ, chán thật đấy. Mai vậy nhá. Thôi mình về nhà đi, Khôi nhớ nhà lắm. Nhưng bố đi công tác chưa về. Thì Khôi ở với chị,
càng thích, không sợ bố mắng nữa. Chị Khuê ơi, ở đây Khôi không được chơi, chán lắm. Để chị xin phép cô chú Thái nhá. À, Khôi sắp được về nhà, Khôi sắp được về nhà. Chị Khuê ơi, Khôi sắp được về nhà. Khôi sắp được về nhà. Khôi sắp được về nhà. Khôi này, nhặt con áo vào cho chị đi. Hai đứa ngủ chưa em? Chưa anh ạ. Em sợ tụi nó không chịu ở lại đây đâu. Nếu vậy, mình phải làm sao đây? Anh không hiểu con bé Khuê nghĩ gì. Anh chắc nó đã biết chuyện của bố nó. Tính nó anh còn lạ gì? Định làm gì, đố ai cản được. Mà em lo quá, nếu chúng cứ nhất định đòi về. Nếu vậy, em sang ở với chúng một thời gian rồi tính tiếp. Hoặc để chúng ăn uống bên này, rồi tối sang ngủ với chúng. Khó thật. Lúc tối em lựa hỏi cái Khuê, nó nói muốn về nhà để trông nhà và chờ bố nó. Em khuyên nó nên ở lại nhà mình, nhưng nó im lặng không trả lời. Chả biết phải làm sao nữa. Chắc chắn một số tài sản có giá trị sẽ bị tịch biên. Bọn trẻ sẽ sống ra sao với căn nhà trống hoác ấy? Mà sao cậu Vũ này hồ đồ thế không biết? Thiếu thì cách kiếm tiền mà lại đi đâm đầu vào cái thứ giết người ấy. Chắc anh ấy chỉ nghĩ sao cho kiếm được thật nhiều tiền. Mà cái cô giúp việc nhà anh Vũ ấy, cũng tệ thật. Nghe tin anh ấy bị bắt, trốn biệt về quê vì sợ bị liên lụy. Đến quần áo cũng chẳng thèm quay lại lấy nữa. Trách người ta làm gì, họ sợ cũng phải thôi. Cậu Vũ chắc cũng lường trước được kết cục này, nên toàn bộ tiền lương, tiền thưởng, kể cả tiền bán ngôi nhà thừa kế, cậu ta cũng nhờ anh đứng tên gửi vào tiết kiệm, cũng được một khoản kha khá. Lúc đầu anh cũng thắc mắc, giờ thì mới hiểu. Khổ thế, lo cho con cái một đống tiền mà cái quan trọng nhất là tình cảm của cha mẹ lại không lo giữ lấy. Chính vì hận cô vợ quá, đâm ra mù quáng. Đưa chú mở cho. Cháu làm được. Cháu mời chú vào nhà. Em lên phòng xếp hình đây. Cháu không sao chứ? Sao cơ ạ? À không, cháu dọn đồ ra đi. Đêm nay chú sẽ ở lại đây với hai chị em cháu. Thế cũng được ạ. Nhưng sau này cháu tự lo, chú cứ yên tâm. Hồi trước nhiều lần bố cháu vẫn thường đi vắng, không về nhà được. Hai chị em cháu vẫn tự trông nhau mà. Chị Khuê ơi, lên xe mình cùng em đi. Em không biết xe thế nào cả. Chắc lát nữa sẽ có người đến đón cháu thôi. Cháu ra chú ạ. Sao đón em muộn thế? Dạ, mình về thôi.
cháu về đây ạ. À. Đưa ba lô chị cầm cho. Không thể. Chị phải chạy mới kịp đón em đấy. Thôi, đưa đây chị cầm hộ cho. Bao giờ bố về, Khôi sẽ mách bố. Từ mai, chị sẽ không đến đón Khôi muộn nữa. Hứa danh dự đấy. Đi nào. Để chị dắt em. Trông em giống con rùa lắm. Lê lê, con rùa rụt cổ kìa. Khôi mệt chết lắm rồi. Kìa Khôi, cố lên. Sắp về đến nhà mình rồi mà. Chả bao giờ bố bắt Khôi đi bộ cả. Chị có trò này hay cực. Khôi có chơi cùng không? Chị toàn nói dối thôi. Thật đấy. Em cũng muốn làm chú bộ đội như bố ngày trước không? Làm như thế nào? Hành quân. Ngày trước bố cho ai kể chuyện hành quân là gì? Bắt chứ chị đây này. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Thế mà cũng đòi phải làm như thế này này. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hai cháu ăn cơm đi nhé. Thế cô... Hai chị em ăn đi. Cô phải về nhà ăn cơm với anh Còi. Chú đi công tác đột xuất. Tối nay hai chị em sang nhà cô ngủ nhé. Dạ cháu. Ừ, Khôi muốn ở nhà ngủ cơ. Bọn cháu ở đây cũng được cô ạ. Vậy có chuyện gì nhớ điện thoại cho cô nhé. Vâng ạ. Ăn cơm xong cứ để bát đũa đấy. Mai cô sang cô rửa cho. Cô yên tâm, cháu vẫn thường rửa bát cho bố cháu mà. Thôi được rồi, hai chị em ăn cơm đi kẻo đói. Cô về nhé. Chào cho cô ạ. Chào cho cô ạ. À chị ơi, mình phải phần cơm cho bố chứ. Ừ, chị quên mất đấy. Để chị đi lấy bát đĩa nhé. Chưa lắp xong à? Khôi lắp mãi mà không được. Đưa đây để chị lắp cho. Chị chỉ biết lắp đến đây thôi. Đợi bố về lắp tiếp vậy. Thế thì Khôi chơi bằng gì? Bao giờ bố mới về? Sao bố đi lâu thế hả chị? Hay là chị bật đĩa Xuân Mai cho Khôi nghe nhá. Hay lắm đấy. Khôi không thích đồ con gái điệu bộ. Thế bây giờ em muốn gì? Chị không chơi bắn nhau rồi đấy. À, hai chúng mình cùng chơi diễn kịch đi. Ừ. Cô tính thế nào thì tính. Hiện hai đứa nhỏ đang rất cần cô. Thực lòng, em rất muốn đón hai cháu sang bên đó. Vậy cô còn ngại gì nữa? Chồng em, anh ấy, anh chị cũng biết rồi đấy. Nói ra thì đau lòng, không nói thì khổ tâm. Thôi, cô không phải nói thêm gì nữa. Như vậy là hai đứa trẻ không thể về với mẹ. Bây giờ cô định thế nào? Anh chị đã thương hai cháu thì cố giúp em thêm một thời gian nữa. Em sẽ thuyết phục chồng em, rồi sẽ đưa hai cháu sang bên đó. Chắc cũng không nhanh được. Cô không về thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm với các cháu. Nhưng nói để cô biết, con bé Khuê không dễ gì nhận sự giúp đỡ của người khác đâu. Đấy, từ hôm Vũ bị bắt đến giờ, nó không chịu ở nhà chúng tôi.
tự đón em, có lúc tự nấu ăn, tự học hành. Vâng, tính khí con bé là vậy. Nó gan lắm. Hồi mới 3 tuổi có lần bị lạc. Khi em tìm được nó, thấy nó chơi một mình ở bậc thềm nhà người ta, nhất định không khóc. Cho em hỏi, hai cháu có biết gì về chuyện của bố chúng không? Thằng em thì không, còn con chị thì chắc chắn biết. Nhưng tuyệt nhiên nó không nhắc, không hỏi. Con bé đến là lạ. Thưa kia, tại sao con khóc? Thưa bụt, con bị lật ngửa, không đi kiếm ăn được. Con đói quá, con chết mất. Để ta xem nào. Nguy rồi, nguy rồi. Răng con thì sún, mắt thì toét nhoèn, lỗ mũi nở to vì hay lấy tay ngoáy. Bệnh nặng lắm, nặng lắm. Được rồi, ta sẽ giúp con. Nhưng chỉ được một điều ước thôi đấy. Con hãy chọn đi. Ước gì răng con không sún? Thế thì không được ăn kẹo nữa. Thế thì con nước mắt hết toét vậy. Thì phải chịu khó tắm rửa, ra đường nhớ phải đeo kính và không được khóc nhè. Thế thì con nước lỗ mũi không to. Thế thì không được ngoài mũi lung tung nữa. Không có bố, bù toàn mắt là trẻ con thôi. Chị diễn vở khác đi. Hay là chị diễn kịch gia đình vậy? Khôi sẽ là con, chị sẽ là bố. Gia đình phải có mẹ nữa chứ. Được, chị sẽ đóng cả hai vai. Bây giờ em sẽ nằm xuống đây ngủ. Chị sẽ gọi em dậy đi học. Khôi ơi, dậy đi, bố đưa đi học nào. Khôi ơi, mẹ pha sữa cho con rồi đấy, dậy đi. Chị đóng chẳng giống gì cả. Buổi sáng bố có gọi em thế đâu. Mà sao bố lâu về thế nhở? Khôi nhớ bố lắm chứ Khôi ạ. À, sắp khóc rồi nhá. Con trai là không được khóc nhè đâu đấy. Khôi thèm và chị bật nhào cho Khôi ngủ đi. Thôi, nằm xuống đây. Khôi ngủ ngoan nhá, chị ra học bài đây. Chuẩn bị nào, 1, 2, 3, rồi chiều nay chúng tôi lấy ảnh đi nhá. Chịu nổi em rồi đấy. Thôi mà.
Các cháu ăn gì gọi đi. Tôm mắt cua rau muối. Cái đó cửa hàng cô không có. Khôi đi đây. Khôi, chị mỏi chân lắm rồi, hay mình ăn tạm ở đây nhá. Khôi có biết chữ đâu mà đọc, chị tự gọi một khác đi. Cô cho cháu một đĩa phở xào ạ. Hai chị em mình ăn chung nhá. Thế mà chị bảo thay bố cho Khôi đi ăn. Bố chẳng bao giờ cho Khôi ăn mỗi phở xào cả. Chị Khôi kỳ bò lắm. Nhưng hôm nay chị... À, với lại món ăn ở đây không ngon đâu. Để hôm khác chị em mình ăn bù nhá. Em đưa bố về cho đi ăn cơ. Thế cũng được. Để chị lấy cho. Không, để Khôi tự xúc. À, tí nữa nhớ mang phần về cho bố nhá. Ừ, mình mua cho bố cái bánh mì nhá. Bố rồi đấy, phải mua thịt cơ. Bố lái tàu đưa Khôi và chị Khuê ra biển. Biển rộng ơi là rộng, như chả sợ. Bố sẽ nhìn xa bắt đầu để tìm được đường về nhà. Khôi ơi! Khôi ơi, Khôi! Khôi ơi! Em làm trò gì thế này? Đi ra ngay! Em nghỉ nước thế này nhỡ ốm thì sao? Để bố về mắng chị à? À, bố về, bố về! À, bố về, bố về! Cháu chào cô ạ. Khôi đấy à? Cô là ai ạ? Con. Mẹ mang quà đến cho con đây này. Mẹ con mình vào nhà đi. Dạ cháu. Con. Mẹ đây mà. Mẹ cho con quà đây này. Khôi, giả quà cho Khôi. Đi vào nhà không cảm lạnh đi đâu. Con không nhận ra mẹ à? Mẹ đây mà. Cho mẹ vào nhà đi con. Cô nói dối. Cô không phải là mẹ cháu. Mẹ cháu chết rồi. Sao con lại nói thế? Mẹ là mẹ của con thật mà. Chị Khuê. Họ vào nhầm nhà ấy mà. Tại sao Khôi lại mở cửa cho người lạ? Bố dặn Khôi thế nào? Khôi quên rồi à? Tại Khôi tưởng bố về đấy chứ. Trong tủ lạnh có kẹo đấy. Khôi ăn không? Chị cho Khôi thật à? Yeah. Kìa, Khôi chỉ được ăn một cái thôi chứ. Nhưng Khôi thèm lắm. Khôi ăn nhiều kẹo, sùn hết răng rồi đây này. Ăn nhiều quả, không sùn răng đâu chị nhỉ. Ừ, để chiều chị mua cho Khôi nhá. Cô lúc nãy mang bao nhiêu quả, sao chị không cho Khôi lấy? Em không nhớ chuyện của nàng Bạch Tuyết bị mụ phù thủy lừa cho ăn quả táo tẩm thuốc độc à? Nhỡ cô ấy là mụ phù thủy thì sao? Ừ nhỉ, cái như lúc nãy cô cứ bảo là mẹ của Khôi. Thôi, không nhắc đến chuyện đấy nữa. Hai chị em mình chơi trốn tìm đi. Đồng ý, nhưng chị không được tìm đâu đấy. Khuê ơi, Khuê! Có chuyện gì thế hả? Khuê này, chú tớ bảo bói bị đi tù đúng không?
Cậu nói láo. Bố tớ đi công tác, đi Tây ý, biết chưa? Chắc ấy xấu hổ nên không dám nhận chứ gì. Tớ ghét chết những đứa nào nói láo. Tớ sẽ không chơi với ấy nữa. Khuê, cô giáo hỏi ấy đấy. Còn chuyện gì nữa? Cô giáo hỏi sao hôm qua ấy nghỉ học mà không xin phép. Nếu ấy không có đơn nghỉ phép bố ký tên thì cô bắt ấy làm bàn kiểm điểm đấy. Ấy nói xong chưa? Ấy đem cuốn sổ liên lạc này về cho bố mẹ ký vào rồi đem nộp cho cô. Cô bảo ấy nói thế à? Tớ là lớp trưởng, tớ có quyền nhắc ấy. Tớ sẽ đi gặp cô giáo. Để xem quán canh kiệu đến lúc nào. Chú ơi, cho cháu hỏi, lớp 30 đã về hết chưa ạ? Đón bé Khôi à? Vâng ạ. Nói kia kìa. Thích không? Khôi có thích không con? Khôi! Chị ơi, cô cho Khôi quà này. Ai cho em nhận quà của người lạ? Bố giận em thế nào hả? Nhưng cô này đến nhà mình rồi cơ mà. Em không nhớ quả táo của mụ phù thủy đưa cho nàng Bạch Tuyết à? Nhưng đây là ô tô, có phải táo đâu mà chị lo. Kìa con, mẹ chỉ muốn. Đi về. Cấm không khóc. Đây, vào đây chị mua cho. Thế bây giờ em thích gì nào? Hai chị em vào mua đi, hôm nay nhiều đồ chơi mới lắm. Thế bố không đi cùng mấy đứa à? Bây giờ em thích gì chị mua cho, nhưng cấm không được lấy đồ của người lạ đấy. Em thích gì thì cứ chọn, bố để lại tiền cho chị mà. Chị nói thật mà, đây này. Em bé vào chọn đi, chị đồng ý rồi đấy. Có ô tô chạy bằng điện hay lắm. Cháu xem nhá. Bố mua cho cô thật nhiều đồ chơi nữa nhá. Đúng là mẹ cháu đấy Khuê ạ. Cháu còn nhớ mẹ cháu không? Cháu không nhớ thật sao? Mẹ cháu vẫn rất thương hai chị em cháu. Đừng xa lánh mẹ nữa Khuê nhá. Cháu hãy tha thứ cho mẹ đi. Chị em cháu không có mẹ. Mẹ cháu chết rồi. Bố cháu bảo thế. Cô đừng lo. Chú Thái vẫn thường xuyên sang với chị em cháu. Cháu xin phép cô đưa em về. Khôi, Khôi ơi. Đứng lại. Phải bắt đầu được kia tôi cảm ơn cô. Khôi. Chị đã nói em bao nhiêu lần rồi, là không được chơi trò đuổi nhau, bắt bớ rồi còn gì. Chào cô đi rồi về. Chào cô ạ. Em chào cô ạ. Có việc gì thế Khuê?
chứ cô, em... Em định nộp sổ liên lạc phải không? Đưa cho lớp trưởng cũng được mà. Nhưng thưa cô, bố em đi công tác chưa về ạ? Cô biết rồi, sổ liên lạc thì sẽ châm trước. Nhưng em đừng bỏ học nhiều quá khuê nhá. Cô và các bạn sẽ luôn giúp đỡ em. Dạ vâng ạ, em xin phép cô. À khuê này. Dạ. Chiều nhớ đến nhà cô tập văn nghệ nhá. Đoạn cuối các em múa chưa đều đâu. Này, hội diễn năm nay cô trò mình cố giành giải nhá. Vâng ạ. Tôi vẫn cố thuyết phục, nhưng con bé bản lĩnh hơn tôi nghĩ. Vâng, em biết rồi. Em đã đến đấy 2 lần nữa, nhưng không thể vào nhà để nói chuyện với các cháu được. Bao giờ cô lại đi? Em chỉ còn 4 ngày nữa là hết phép. Công ty em dạo này rất bận, lẽ ra em không xin về được. Việc kê khai tài sản coi như đã xong. Ngôi nhà mang tên của cô nên không bị tịch thu. Một số tài sản có giá trị họ đã mang đi. Vụ án cũng sắp xử rồi. Còn đây là quyển sổ tiết kiệm mà tôi đứng tên hộ cậu Vũ. Tất cả còn nguyên vẹn. Cô xem đi. Em sẽ đưa thêm ít tiền nhờ anh chị gửi vào quyển sổ này. Hàng tháng anh chị giúp các cháu việc chi tiêu. Anh chị cứ để các cháu tương đối thoải mái. Hết tiền em sẽ gửi tiếp. Mẹ ơi, lại cho con cốc nước. Ơi, đợi mẹ một lát, mẹ lên ngay. Em đừng chiều con quá thế. Ai đời hơn 10 tuổi đầu còn sai mẹ lấy nước. Anh đừng lo, chỉ vài năm nữa là nó không cần bố mẹ nữa đâu. Có mời nó đi cùng với mình còn khó đấy. Em muốn nhờ anh chị tìm cho 2 cháu một người giúp việc. Em đã về quê cô giúp việc cũ, nhưng cô ấy từ chối. Tôi cũng định bàn với cô việc đó, nhưng cũng nói trước là tìm được người tin tưởng, thông cảm với hoàn cảnh của 2 cháu khó lắm. Vâng, em biết. Anh cứ giả lương cao hộ em, may ra. Hai anh em thức dậy gọi mãi không thấy mẹ đâu, gạo òa khóc. Nhà dỗ em đừng khóc nữa, để anh hú to gọi mẹ về. Lợn con bắt chiếc tiếng của người gọi mẹ, hú đáp lại. Gạo mừng rỡ reo lên. Anh nhà ơi, mẹ nghe thấy tiếng anh, gọi mẹ sắp về đấy. Thôi chị đừng đọc chuyện này nữa. Sao thế Khôi? Chị đọc chuyện này em nhớ bố lắm. Hay là chị múa cho Khôi xem nhá. Vâng ạ. Khôi xem nhá. Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên người. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan, vì con là con mẹ, con của mẹ dân. Mai sau khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Rồi mai sau khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê.
này, cậu xem đi, không lại bảo tớ nói điêu. Chị Khuê lại không nhảy như thế này, xấu lắm. Chị không sao đâu. Thế sao chị khóc? Có ai đánh chị à? Không ai bắt nạt được chị của Khôi đâu. Tại chị vui quá nên khóc đấy mà. Sao chị vui quá lại khóc? Hôm nay lớp chị biểu diễn tiết mục văn nghệ. Tiết mục của chị được thầy cô giáo và các bạn khen lắm. Chị vui quá nên chị khóc đấy mà. Hoan hô chị Khuê, bố mà biết tin này chắc là mừng lắm. Phạm nhân Phạm Vũ ra có người nhà gặp. Cậu sao rồi? Vẫn khỏe chứ? Mình vẫn bình thường. Hai cháu thế nào rồi? Anh hỏi về mấy đứa bé. Anh đừng lo, chúng khỏe và ngoan. Khuê ra dáng bà chị lắm. Không ngờ con bé lại đảm đang như vậy. Nó là người phụ nữ duy nhất trong nhà mà. Các cậu cố gắng trông nom hai đứa bé. Khôi mùa này hay bị viêm họng lắm đấy. Các cậu nhắc Khuê giữ ấm cho em. Trước đây mình đã từng đau khổ, nhưng rồi sau đó mình đánh mất khả năng ấy. Bởi thế mình đã phạm phải một sai lầm khiến phải đổi cả mạng sống. Mình không còn thời gian để ân hận nữa. Những ngày còn lại mình chỉ biết cầu nguyện cho hai con. Chúng nó là tất cả những gì mình có được trong cuộc đời này. Cậu muốn nói gì với mình phải không? Cách đây ít lâu, vợ cậu có về nước. Chắc Khôi vòi vĩnh chị nó nhiều lắm phải không? Mình chiều nó quá nên bây giờ con bé Khuê vất vả với nó. Cái Khuê yêu em lắm. Thằng Khôi cũng rất quý chị. Các cậu đừng để hai đứa vào đây thăm mình. Khuê, chị dọn phòng này nhé. Chị cứ dọn dẹp ở các phòng khác, riêng phòng này bọn em tự dọn.
Alo, chị Thủy đấy ạ. Vâng, nó có nhà. Nó không nghe đâu. Em chịu thôi. Cứ thế này, không khéo em xin trả lại chị để chị thuê người khác. Cô cố thêm một thời gian nữa. Tôi xin cô đấy, hãy thương lấy bọn trẻ. Vâng, bây giờ nó chỉ nói chuyện với thằng Khôi. Họa hoàn lắm, nó mới trả lời em được một câu. Đến khổ, chả biết nó muốn gì để mà chiều nữa. Hôm nay bận, cho nên tôi không ghé được. Mai tôi sẽ nói chuyện nhiều với cô. Chào cô. Em hỏi gì đấy? Em chào chị ạ. Chị ơi, cho em hỏi bạn Khuê có nhà không ạ? Có, nhưng tốt nhất em đừng vào. Chị cho em vào đi mà, em có cách đấy. Khuê, Khuê ơi, chị giặt quần áo đi, thức ăn của Khôi em tự nấu. Khuê, tớ đã xin lỗi cậu rồi mà, tại sao cậu vẫn không muốn gặp tớ? Tớ không sao đâu, tớ đang rất bận. Thả ra ngoài chơi đi, bẩn tay đấy. Sao việc gì cậu cũng ôm vào mình thế? Để chị giúp việc làm cho. Khôi chỉ thích tớ nấu ăn thôi. Cậu đã định đi học chưa? Bọn ở lớp nhớ cậu lắm đấy. Cậu không đi học là bị lưu ban đấy. Đó là việc của tớ, không bận gì đến lớp trưởng. Cậu đừng giận tớ nữa nhé, tớ biết lỗi rồi mà. Đợt trước, tớ đã bị cô giáo phê bình, lại bị cả bọn cái Thảo nó tẩy chay nữa. Tớ không dám nữa đâu. À mà này, bọn thằng Hùng Béo đang đòi tớ đưa chúng đến nhà cậu chơi đấy, cậu có cho không? Không. Sao thế? Bọn ở lớp quý cậu lắm cơ mà. Đến giờ tớ phải đi đón Khôi rồi. Sao cậu không bảo chị giúp việc đón cho? Tớ muốn tự tớ làm việc này. Thế thì cho tớ đi cùng với. Cậu về đi, tớ không muốn bị quấy rầy. Khuê, cậu làm sao thế? Tớ không sao cả, sao cậu hỏi lắm thế? Có phải quyển này không Khôi? Không phải, quyển có hai bạn dắt nhau cơ. Tóm lại là cô gia sư dặn em mua sách gì? Sách tiếng Việt tập 1, cô bảo học trước sang năm học nhanh hơn. Thì quyển tiếng Việt tập 1 đi thôi. Không phải, quyển khác cơ. Khác thế nào? Em thử nhớ lại xem. Tại sao lúc cô gia sư đưa sách, em không nhìn cho kỹ đi? Tại Khôi không thích, nhưng chị và chú Thái cứ bắt học đấy chứ. Thế Khôi không học thì định làm gì? Khôi làm giống chị có đi học đâu mà bắt Khôi. Khôi không được hư như thế. Chị đang phải trông Khôi, ít nữa sẽ học. Ừ. Thôi, cho chị xin lỗi. Khôi mua quyển này cũng được, nó chỉ khác một cái bìa thôi. Không sao đâu. Anh thay quần áo đi, đã đến giờ phải đi rồi.
có việc này, muốn nhờ anh giúp có được không? Nếu như là việc ấy nằm trong khả năng cho phép của tôi, nhờ anh chuyển giúp cái này cho các cháu. Lúc trước tôi có hứa dạy cho cháu Khuê cách làm nhưng không kịp. Tôi nợ con một lời hứa. Bố ơi! Khôi ơi! Chị Khôi ơi, lúc nãy em nằm mê thấy bố. Chắc tại em nhớ bố quá đấy mà. Thôi, nằm xuống đây ngủ tiếp đi. Em không ngủ nữa đâu. Chị không nhớ ngày hôm nay là buổi đầu tiên em gặp cô gia sư à? Khôi này, chị vừa lắp xong bộ đồ chơi cho em rồi đấy. Thế à chị? Đấy, em thấy không? Đẹp chưa? Hoan ơi, chị Khuê giỏi thật. Chị Khuê giỏi như bố. Em yêu chị cực kỳ. Bố rất yêu mẹ và các con, nhưng bố đã không biết cách thể hiện tình yêu ấy, nên đã biến cuộc sống thành địa ngục dành cho những người thân yêu của mình. Nhưng bố vẫn có thể nói với các con điều này: hãy sống và làm đúng những gì bố đã nói, đã dạy bảo, chỉ dẫn cho các con từ khi các con nằm gọn trong vòng tay bố đến giờ. Trừ một điều bố đã không làm được: đừng bao giờ nuôi lòng thù hận, vì nó sẽ biến con người thành quỷ dữ. Đến giờ bố phải ra đi rồi, hãy chỉ nhớ những gì tốt đẹp nhất về bố, còn thì quên đi. Bố sẽ cảm ơn các con vì điều này. Bố tin rồi đây từng trải lẽ đời, các con sẽ tha thứ cho bố. Bố tin là luôn có hai người đồng đội bé nhỏ, niềm yêu muôn đời của bố. Bố tin các con sẽ vững vàng thực hiện ước mơ của mình, vì bố đã dìu các con bước chân chập chững đầu tiên trên mặt đất, và lấy hơi thở của mình để sưởi ấm những bàn chân bé nhỏ lạnh giá bằng tình yêu cháy bỏng thuần khiết mà bố có được. Bố yêu các con biết bao. Bố sẽ luôn dõi theo các con. Lên ạ! Mục tiêu là tên tội phạm. Chuẩn bị... bắt! Ơ, chị khóc à? Tại em phun nước vào mặt chị đi chứ. Mà đẹp thế, chị làm à? À, bà! Khôi ơi! Bà ơi! Khuê! Bà ơi! Cháu!